Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại hẻm 77 đường Nguyễn Cư Trinh thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Và tại đây, mình xin giới thiệu các bạn một căn nhà mới vừa hoàn thiện và được xây theo kiểu kiến trúc nhà vườn. Căn nhà có một cái diện tích cũng rất là lý tưởng, nằm trong khu vực trung tâm của thành phố Rạch Giá. Tổng diện tích là 180 m², trong đó 117 m² là đất thổ cư, đất ở đô thị, và còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đây là phần mặt trước của căn nhà đó các bạn. Căn nhà được rào chắn kiên cố với hệ thống cổng rào sắt, sơn tĩnh điện kết hợp với phần tường bê tông cốt thép. Phần mái phía trên là xây theo kiểu mái Thái nha các bạn. Chiều dài của nó là lên đến 40 m, chiều ngang là 4,5 m. Tọa lạc tại vị trí của hẻm 77 đường Nguyễn Cư Trinh nó dài. Con hẻm này có độ rộng là 6 m. Xe ô tô ra vào rất là thoải mái. Hiện tại thì do căn nhà mới xây cho nên sẽ chưa đúng lộ giới. Các bạn sẽ thấy là cái khu vực hẻm ở xung quanh sẽ rất là rộng. Và căn nhà có hướng chính là hướng đông nam. Và bây giờ mình đang có mặt ở bên trong khu vực phần sân nhà. Chúng ta sẽ có phần sân với độ dài là 5 m. Phần sân này thì các bạn có thể đậu được xe ô tô. Phía trước thì chủ đầu tư cho xây dựng hai cái trụ đó bạn, hai cái cột mà. Đây là một kiểu thiết kế dạng như là nhà ở kết hợp với nhà vườn. Phần cửa cũng là cửa nhôm kết hợp với kính cường lực. Mình sẽ quay xung quanh phần sân cho các bạn xem thử nè. Nói chung một căn nhà lý tưởng, diện tích rộng rãi, nằm trong khu vực trung tâm của thành phố Rạch Giá. Và bây giờ mình đang có mặt ở bên trong phòng khách của căn nhà. Phòng khách được thiết kế với diện tích rộng rãi thoải mái. Chúng ta sẽ có chiều dài là khoảng 4 mét. Chủ đầu tư cũng cho bố trí sẵn một bộ ghế sofa cùng với một chiếc bàn xinh xắn để cho các bạn dùng làm nơi tiếp khách. Phía trên sẽ là hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng, đèn led trang trí. Phần chân của cái trần cũng có những cái điểm nhấn nhìn nó rất là đẹp mắt. Và khu vực phòng khách chúng ta sẽ có một cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ phía bên ngoài. Và nằm ở bên phải phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Như đã nói ở đầu video, căn nhà có một cái chiều dài lên đến 40 mét. Hành lang này được thiết kế với độ rộng là 1,2 m. Nằm ở bên trái hành lang, bên cạnh phòng khách sẽ là căn phòng ngủ đầu tiên với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Căn phòng này thì được thiết kế với tổng diện tích khoảng 9 m². Phía trên chúng ta sẽ có một cái trần được lắp đặt 4 bóng đèn led chiếu sáng ở 4 góc, và đồng thời cũng có những cái đường viền nằm ở bên dưới. Bên phải hành lang sẽ là cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và hành lang này chúng ta sẽ có tất cả là khoảng 4 cửa sổ nha bạn, 5 cửa sổ luôn, rất là nhiều cửa sổ giúp lưu thông không khí. Và bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng cũng có diện tích là 9 m². Phía trên cũng được lắp đèn led chiếu sáng và một cái đường viền trang trí. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ hai sẽ là căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng này được thiết kế với diện tích rộng rãi hơn hai căn phòng đầu tiên, cũng với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Không gian bên trong là bằng rộng gấp đôi hai căn phòng đầu tiên, tức là chúng ta sẽ có 18 m² để các bạn sử dụng. Phía trên cũng là hệ thống trần được lắp đèn led chiếu sáng cùng với một cái đường viền nằm ở phía chân. Điểm khác biệt là căn phòng này được bố trí phòng vệ sinh ở bên trong, phòng vệ sinh với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Các bạn, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh vừa đủ dùng, ốp gạch phun tường và trang bị sẵn một lavabo cũng như là một bồn cầu. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ ba, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh và căn nhà sẽ có tất cả là 3 phòng ngủ. Đây các bạn, phòng vệ sinh với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Bên trong được ốp gạch phun tường rất là sạch sẽ. Chúng ta sẽ có lavabo, bồn cầu được lắp đặt sẵn. Không gian bên trong thì tương đối rộng rãi, nói chung là đủ dùng. Và nằm ở gần cuối căn nhà, chúng ta sẽ có một căn phòng bếp. Căn phòng bếp được thiết kế với không gian rộng rãi thoải mái, có cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài.
Hệ thống kệ bếp, tủ bếp, chậu rửa cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn. Mặt bếp là đá hoa cương và tiếp giáp cũng được ốp một lớp kính rất là sạch sẽ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài và có thể quan sát ra được cái phần sân vườn nằm ở phía sau. Đây là khu vực ở phía trên trần của các phòng bếp. Phần trần thì cũng được viền một cái đường viền nhấn từ phía trước ra phía sau nha các bạn. Chủ đầu tư cũng cho bố trí sẵn một bàn ăn với 6 ghế ngồi để cho các bạn tiện sử dụng. Và tại vị trí phòng bếp, chúng ta cũng sẽ có thêm một cánh cửa hậu. Cánh cửa này sẽ dẫn các bạn đi ra khu vực phần sân vườn. Khu vực này được chủ đầu tư chừa trống cũng khá là nhiều nè, để cho các bạn có thể trồng các loại cây cảnh yêu thích, hoặc là mình có thể nuôi một vài cái thú cưng hay là gà cũng được. Phần này thì bảo vệ kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép. Bên trong thì mình thấy trồng sẵn một cái cây đó các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Phần phía sau thì chủ đầu tư cũng cho lắp một cái mái che dạng khung sắt lập ton. Phần sau cũng là dạng mái thái nha các bạn. Đó, và ở đây mình có thêm một bề rửa nè để cho các bạn tiện sử dụng nè. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn nhà với thiết kế kiểu nhà vườn mới vừa hoàn thiện. Căn nhà với tổng diện tích là 180 m², trong đó có 117 m² là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Hướng chính là hướng đông nam. Và căn nhà đang được chủ đầu tư chào bán với mức giá 2.050.000.000 đồng có thương lượng, và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip. Các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.